Hello tất cả mọi người nha, mình đến với ải thứ năm của con đầu bếp thưa ấy. Thì sớm giờ mình không lên được cái clip là tại vì mình đang tìm combo mới. Nãy mình test combo này bằng thứ N. Có combo này mình chưa có test. Sớm giờ tại vì cũng tìm combo auto, nhưng mà để tránh đụng với những kênh khác thì mình hơi khó khăn tí. Ao ao trình tàn nhẫn lắm cơ, test về chắc sớm giờ cũng chắc cũng hơn hơn 50 bàn rồi. Tại vì nếu mà các bạn không có hai con này thì có thể là thay thế bằng con quạt tiên với lại và chú tiết cũng được, nói chung là ok nha. Tại vì cái đó là kiểu vẫn đánh đánh tay cũng được mà auto thì hên xui. Còn cái này thì mình mới test lần đầu thôi, mình cũng chưa biết nữa. Cái kiểu nó lại trùng nhau, một là trùng với kênh khác, hai là kiểu đánh không qua. Thử 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 lại nhiều cái combo rồi không qua, mình cũng thử test khá là nhiều rồi, từ cày chay tới thường rồi. Đánh nếu mà đánh đánh tay thì mình sẽ dễ qua hơn nha, nếu mà đánh tay thì mình sẽ ao trình qua một lần một, nhưng mà nếu mà nói về đánh auto thì hên xui. Sớm giờ vẫn chưa qua tại mình tránh đụng với một số kênh khác ấy, nên mình cũng không có làm rô giống. Nếu các bạn có thể là mình qua kênh khác xem thử. Còn combo cày chay thì nó cũng nói chung là quan trọng là cái cách mà mọi người đánh thôi, chứ nói về của cái này thì hên xui. Tại vì một nhiều bạn, nếu mà bạn nào chơi được một thời gian rồi thì hai con này các bạn sẽ có nha, hai con này sẽ có này mà làm auto. Nói chung là nó, nếu mà kiếm mà vừa cày chay mà vừa auto nữa thì thôi chịu, khó lắm. IGG không có cho mình đâu, thì cái này là tự tìm chứ đâu có ai mà đi được xin được ai đâu, hay là tự tìm nhé. Sớm giờ mình quánh từ hồi trưa tới bây giờ, tại mới tôi chuẩn bị lên cái combo này thì thấy cái kênh khác có rồi. Đấy, còn mạng con cuối cùng, con này thì nó sẽ tiếp tục hồi sinh lần nữa, nó hồi sinh tới một lần nữa, chết thì nó sẽ hồi sinh. Bởi vì nó cay cái lúc cuối nãy mình để combo có con dạ ưng ấy, mình con dạ ưng mà vẫn thua thua phát cuối, nó hồi sinh lại, nó chọt cho một phát rồi lại thua tức cay. Tại vì nó thì tỷ lệ thắng nó không cao, mình bỏ luôn. Cậu ơi, từ 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 cậu ơi, trời ơi ngon, ok cái này ngon này. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Trời mẹ ơi, mấy hơn sớm giờ hơn 50 bàn nữa đấy, năm mươi mấy 60 luôn, mới gắt luôn, căng tao đấy. Thôi thì clip của mình tới đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký và một cái chuông, nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Ngày mai mình sẽ cập nhật luôn ải 6 rồi. Trời trời, nó mừng tàn nhẫn ác liệt đấy. Có một ải một mà nó nhây, nó hành tôi từ hồi trưa tới giờ 8 giờ, hơn 8 giờ mới lên đau lòng.